Ủa sao để giá 3 tuần sao bác? Về cái bắp báo nó ra là ta tặng cho mình bắt mua. Ủa sao có 3 người mà nãy nó lấy 120 hả? Ủa sao để giá 30 ngàn mà sao nó không tìm 2 đứa? Không, 2 đứa nít mới tính tiền. Bánh thuận bánh này ăn không uống nước là đầy nước quạt hả? Đầy nước quạt chia ra đẹp á. Chào quý cô chú anh chị và các bạn, bây giờ là hơn 4 giờ chiều, giờ chạy ra nhà bạn của chị Sáu chơi. Anh chị mà hồi lâu mình có quay đi lên Châu Đốc một lần á, lần đi Châu Đốc với chị Duyên này chắc lâu lắm rồi ta. Ủa ăn ăn bún gì à? Ăn bún gì ngay chỗ cái chùa vậy, có cái giống sữa đi bún, lên. Bún mà. Đăng thì bún. Đi hồi nào? Có được đi đứng giết. Không. Được rồi. Đi hồi nào? Bún mà. Đây đặt đi lên cái chùa mấy mà rồi, nhớ lại là nhắc kỷ niệm là mấy năm rồi. Lên núi ra gì nè trời. Là có anh đi nữa hả? Núi gì nè giếng. Ai chở? Hả người ai chở đi qua Đồng Tháp muốn dẫn vô chứ. Trời ơi trời. Cái thuốc ổng lên 10 ngàn thang rồi là ta 70 ngàn thang, không hợp 60 giờ 70 thuốc lên. Là thuốc bắt thấy vậy, có thấp nữa đâu nếu mà nó cạn. Tới lần quần là cạn mà. Ờ nó cạn nhất á. Còn hồi lần thì cạn nhất thì nó bài đắt lên hết trơn mình lội. Con đó mà mê luôn. Nó dữ lắm. Bây giờ ổng lên hết thì dưới nó dày một lớp. Trời ơi đã vậy hả? Một lớp vậy mà nguyên cái bãi nó rộng mấy công đất chứ. Trắng lỏng không có cái gì lục bình lục dị trên á, hồi lần lục bình không đúng không? Hôm mai lúc gài mưa nhiều nở rồi. Mai này nhiều cánh. Đi ra giường của chị Duyên với anh Tèo đi bắt cua đồng. Nghe nói cua đồng nhiều lắm. Tới chừng kiến nha. Đúng rồi. Ủa vậy đâu cần lội xuống đâu tại? Còn cái mương đắng kìa, chứ phải đây đâu. Mương đâu? Ở dưới á. Nè, hang cua nè. Hang cua chứ không phải con cua. Hang này hang mới đụng nè, quéo cái hang này là có chắc cua nè. Về cũng con cua bự dữ lắm luôn. Nó đầu chẳng. Ủa cái gì mà có máu đây vậy ta? Mũi. Trời ơi kêu móc cái mũi chị. Trời hang kia mới nữa kìa. Rồi. Rồi sâu quá rồi. Mới đụng con cua làm cái gọt vô chẳng lại. Trời ơi sao móc kịch liệt. Nó móc kịch liệt luôn. Nó không tha luôn á. Không được đâu. Mẹ nó sâu như vậy. Sâu lắm. Nó không tới á. Qua đó. Trời ơi nó ai đi hang. Hang này sâu quá à. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng nhưng mà móc được không? Từ từ. Mọi người coi sáng móc cua nha. Sao không làm vậy hồi chắc nó nát con cua quá. Bên kia Vinh, bên kia đi chị ngồi đây. Đúng rồi, cái cây này nó ngắn quá. Quá trời hang luôn. Hay là kiếm con kia chi dạy. Con này cua kình á chị. Cái khu vườn này của chị luôn á hả? Cua kình. Mà mình làm không? Để chưa. Con này giữ trời lắm, nó kẹt cái cây hoài à.
Sáu bắt được con cua rồi, mừng quá. Ôi, ôi càng cũng bự ha. Nè 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 nè, đây nè. Được mấy con rồi? Trời ơi. Sáu không chỉ vậy đó. Cái gì? Để chét vậy mũi nó không ngồi đi giao rửa gì. Mò luôn hả? Cái gì? Cô cái chữ nó kẹp chị nè. Cô nhà mà dễ gì kẹp. Ê, sắp ra kìa, sắp ra. Ra rồi mà nó bỏ cho vô rồi nè. Được hai con rồi kìa không? Sao? Sáu quả bắt hay ta. Nó con này nhỏ á, cái hang nhỏ xíu mà bỏ đi sao rồi, tha cho nó đi, nát hết trơn rồi nè. Đây con này nè, nè bên đây nè, hang bởi vậy nhìn là biết con nhỏ, thả đi hả? Hai chồng phối hợp bắt cua đi, cái gì nó muốn yêu trang lại lúc lúc bắt vô đây nè. Hả? Chưa chưa, từ từ. Để đi ra giờ. Thọt tay vô bắt con đi. Thọt mỏi thôi. Ủa ở đây mũi dữ viên. Hả? Này gì vậy? Mũi viên luôn. Thật, thạch thạch anh thạch đá vậy nè. Ê cái hang sâu quá. Cái hang này bự nè. Vậy chứ nó đào chừng nào tới nước thôi chứ. Cái hang này nè. Vậy hả? Có cua nè. Cái hầm nó đâu con gì kẹp. Móc đi, không dám thọt tay vô nó kẹp chết. Ghé à, ghé à, ghé à. Để tôi kêu ông ta cho móc. Trời ơi trời, mất công tay nữa cha ơi. Cái như chị nữa hả? Tôi vô tôi làm cái cục móc, cục móc chứ thấy. Nè. Phải cục móc nó phải cứng như vậy mới móc được. Giờ có con cây móc rồi, ai cũng muốn móc hết trơn á. Ừ. Hả? Cái gì vậy? Để cổ chín luôn rồi. Cái dao chặt luôn. Sao? Hả? Không ra được. Ăn đi. Không được. Bẻ. Bẻ nó muốn ghiêu á. Cái này hết có cái dao chặt cái này giác buồn vô. Em gãy ngang á, em đừng có dặn vậy, lấy cái gãy rồi. Hay quá, biết bẻ được cô. Chú luôn. Cái quầy chuối ở ngoài nó chín mẹ móc nhiều quá vậy. Rồi anh móc thử ra. Giờ thi hai chồng thôi. Đó dẫn anh Nhân đi gai ruộng á, bắt cua bắt cua chết ổng nằm dài vài vòng. Mà có cái là mình ơi thấy ham thì chứ trời. Như này đất cũng thấp ha. Mấy chục năm rồi mới móc cua lại á. Không được rồi. Ôi dở hơn vợ ông rồi. Thua rồi. Đâu phải hàng nào cũng có, hàng nào đất mới nó mới có, còn hàng cũ nó bỏ đi rồi. Rồi anh Sáu dở rồi. Mỹ, đứa hùng Mỹ. Kìa đằng kia thấy con cua luôn kìa. Ở đâu? Kìa anh Sáu lại bắt. Đây tôi móc. Không có bò. Không có, có đụng là biết đi. Anh đưa coi anh. Anh chú này gãy cổ chín luôn rồi. Quý cô chú ơi, mình ăn luôn trái này luôn. Quyên ăn chuối không? Không, cái cua không chẳng. Quyên lại luôn chứ. Cái sim à. Cái sim chín đó hả? Ừ. Mỹ ăn không? Qua không được. Mỹ ăn không Mỹ? À, con đứng bên đó đi con, đứng qua. Ông ngứa, ông ngứa quá trời, không xuống thuộc rồi. Phải hàng đó không em? Phải hàng này không? Nó chừng sâu quá cũng không móc được. Ơi quá mưa ngày bắt cũng có nè anh Sáu, cua càng không à. Cái quá trời, cái
được rồi. Không được hả? Nó kẹp quá. Phải không? Đó nè. Rồi dính rồi đó. Để lấy xô. Bà mẹ đó. Nó xong lúc mà lấy cái cù mé mới đem ra. Đây là thanh niên móc sình nha. Ờ, mấy cái hàng ở trong trong cái hầm là cô cần không á. Dính chưa? Dính chưa? Không dính nè. Rồi hay ha. Dạ, ăn ăn lấy cây móc rồi đi. Trời ơi, Mỹ da nó hoài vậy ta. Gì? Sao trời. Vậy là hay rồi. Trời ơi trời, trời, tôi tưởng con cua. Ai ngờ cái miếng bọc. Anh Sáu dính con luôn kìa. Ờ, hả? Chưa. Cũng hay quá nè. Nãy ở đây tóc kem dữ lắm. Bà mở rồi, nó kéo lên chất lông, không chịu, mới sợ luôn á. Trời ơi, tép nhóc chân. Tép đá quá trời luôn, trời ơi, nó khóc kìa. Này lấy cái gỗ á. Tép. Sao? Tép cá nè. Bắt đi nó nhảy tặc tặc kìa. Bắt đi nhảy tặc tặc kìa. Ra. Chè. Cô đang sáu lội lên là sáu chục mấy. Trời ơi, sao đây nhiều cô nhiều cá quá vậy? Mà đây có thằng Sáu, con cua ngàn càng này Sáu. Con chạy ra xách thùng. Đi ra xách thùng. Ngay đó đó. Đây hả? Không, ngay bên đây, ngay cái giò, đúng rồi. Trời ơi, trời, cái Dũng này chắc cá nhóc quá. Đúng rồi, tép. Tép vô. Rồi, hăng nhắc rồi. Trời ơi, tép cá gì mà quá trời nhảy dưới chân nè. Ừ. Trời ơi, cái cô mà dính dẻm không mà là sao? Ghê vậy. Ôi chỗ rụt ra mẹ à. Cua nè, có móc chưa? Chưa. Trong mấy cái hang đó mà cái móc bà dài bà móc đi, nãy con cua bự. Cắn cái cua móc tôi á. Thấy không? Chết luôn rồi, móc tới chết. Trời ơi, cua gình càng quá bự. Sao nó đứng nằm đó nha. Coi chừng có con cua. Hả? Sáu kìa. Sáu cũng hay kìa. Gì có mò hay quá. Dính gì vậy? Dính gì vậy? Quá. Kéo cái ống nước qua. Hay không? Tát. Vậy nè, vậy nè. Thôi ở dưới kia, ở dưới kia có nữa kìa Sáu. Chưa. Đi bắt cá cạn mọi người ơi. Trời ơi, mấy con cá nhỏ. Cái nhỏ tép kìa bắt ơi anh Tháo đừng có đạp xuống nó nhẹp. Ê con cá nổi đậu lên bự bự vậy ngay trước mặt anh đó. Phải cái cây cây ha. Cá con gì bò nhúc nhúc như vậy. Ông già nó lấy cái đít đi chỗ khác rồi trời. Chơi gì được ơi Sáu được đưa ăn. Rồi mấy con tép này nó bị ấy rồi. Đưa tháo như đây đủ khô ăn rồi. Trời ơi. Này cá này thổi mặn luôn để về ăn luôn. Trời ơi một hang cua đó hả. Con cua bự chết mẹ nó kẹp. Ê lấy tay ra đi để móc. Ủa vậy là ở dưới đó nó không có sâu. Anh Sáu ơi khỏi cổ quần. Không được hả? Phải cổ mới được hả? Ừ. Cổ gà cá nó nổi đỏ đầu hết. Ôi ơi, cá mới chạy đụng chân nha. Hết hồn trơn. Trời ơi, ốc nắng như vậy mới ngon nè nha. Ôi, con cá lóc. Đúng rồi.
Dính không? Vậy vậy. Không có cá lóc. Cá lóc có lớn mà hầm này có cá lóc nè. Vậy đó hả? Mà nước nó vô quá nhiều lắm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Giờ không... Trời ơi, chú quá, trời chú. Ôi, chơi cua chết rồi. Cua về ốc luôn hả? Cua ốc luôn. Cá. Ê, ốc nắng ở dưới đây làm ngon lắm. Trời ơi, cá nó chạy. Ốc hao đâu rồi? Dưới nước. Bỏ vô cua luôn kìa. Cá nó nhỏ quá hả? Trời ơi, quá trời ơi. Ê, sao vỏ ốc không vậy? Bắt dính cá luôn ghê thật. Trời ơi, bà Duyên có bắt cua hay ta. Cua mà nó kẹp dữ lắm á. Trời ơi, vậy là đó nuôi nổi nổi gì vậy? Đó bộ nuôi ốc ác dữ lắm dữ lắm nhiều mà chết nhỏ không à. Nó ốc mà nó chết cái bằng hả là dữ lắm, ốc ở dưới này rồi. Nè, bảo ba. Giờ phải có cái thùng lớn lớn sao? Ôi trời ơi. Sao con bắt được trời? Đúng rồi. Cái này mà ngồi ngồi xuống dưới mà mấy cái ốc nè đóng mập lắm. Áo bỏ mê rồi cái ốc có nổi cái trường bò đó. Trường bò đó. Sao nãy giờ thọt hang ở lâu lắm rồi đó. Bà biết bà làm gì không? Bà thành lại mò thấy mấy con giọt cá thấy sợ luôn thấy không? Hả? Ôi ôi cái mò mà dính cái sặc luôn. Mà dính bắt cá hay trời. Sao? Nè. Ủa? Hả? Chết rồi. Sao? Không nước mọi. Không nước. Không nước à. Rồi hết hồn chưa. Nó bắt không được. Ờ nó kiếm chuyện đủ đường cho. Đi dẫn hết theo không làm gì được. Rồi bay qua bên kia luôn rồi. Hay quá. Con cua. Kiếm quá rồi hả? Chị xuống đi rồi hết la hả? Chính xác. Sáu đi vòng vòng không bắt cho nên sao? Mẹ đi vô đây. Mẹ đi vô đây. Bộ quá trời rồi. Hả? Ôi, cua kình càng kìa. Mừng quá anh Sáu mừng. Sáu bắt được cua kình càng mừng. Chóc vô đây nó ăn cho muốn gì ơi. Đâu quá trời rồi. Con này nó già đi không nổi hay sao bắt được nè. Chắc vậy quá. Cho tin mới hả? Đây là một cái chủng giống như cái đìa vậy á. Ôi máu không rồi. Gì hả? Máu rồi nè. Đây không bắt cá hả? Đây không bắt cá. Thôi dắt, để không được. Thôi cái thùng để mạo hiểm nè. Ừ lắm cái là no thì không có giỡn mà nghe. Ốc nó chết thì sợ. Nó chết hết rồi. Bây giờ là 5:40. Ba người này vẫn còn đang hăng say bắt, còn hai đứa nhỏ thì nó đứng trên bờ nó nhăn. Vì nó không có xuống đây được. Cái
ngồi cũng vươn cái tay vô cổng có miếng miễn không á, thôi về bít rồi thôi cãi nó đi. Đi, đi. Ủa, cái gì hồi nãy chưa xả cái bọng ra cái nút khô gan nữa. Thôi à, nó đi đâu rồi? Nó đã. Có không? Anh Tèo đang trên bờ thu hoạch chuối. Trời chuối gì chín thấy ham vậy? Còn chuối rồi nè, tí cho nãy. Anh cũng tâm mà. Ủa có dầm dầm qua đây chưa ạ? À? Chưa có đạo dầm chứ á. Trời ơi cái buồng chuối này quá ngon luôn nè. Ở quê thấy vậy mà ra vườn cái là vô đủ ăn ha. Nào là chuối, rồi cua, rồi ốc, cá, tép nữa. Nay được chủ vườn tài trợ. Ừ. Ông Tèo rồi. Thu hoạch ba buồng chuối, 4-5 cái bắp chuối luôn. Bữa này vô chứ biển bự, biển đâu thấy chứ cũng bự chứ nó nhỏ nha. Đang rồi đang ấy trời nó cắn cá tép ốc bên kia là chua. Thành quả nấu nồi bún riêu rồi chị ơi. Thành quả của buổi chiều nay rồi thu hoạch về về. Em rồi hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn vào video sau. Bây giờ gửi tối chuẩn bị ăn cơm. Bữa nay đi quanh tạc cho nên là về trễ nè, đi bắt cua đó, cua bắt ốc. Rồi mời quý cô chú anh chị thưởng thức bữa cơm chiều. Bữa bổn cũ còn lại bữa cơm chiều lúc 7:30 tối. 7:45 tối. Và người lúc 8 cơm rồi. Cơm 2:30. Vinh cơm không? Không ăn cơm, ăn hến với cuốn vậy hả? Sót ruột không trời. Miếng cơm đi. Trời ăn không ấy, không ai ở rửa chứ. Nè, ăn miếng cơm. Nó gì đây vậy? Hâm cá cho kho thôi lên để nó hư. Có hến, đạn hến. Hến nhiều sống vậy thôi. Cuốn lại chấm nước mắm dứt. Còn hấp canh chua không? Chan nước mắm vô đây luôn đi. Thôi chấm đi em ơi. Chấm vô đây nè cho mình Vinh nó chấm. Chấm phải lấy chén khác không kìa. Chấm đi, có chén nước mắm nó nền không ăn đó. Ăn đi, có gì đó, chấm đi. Có mình ăn hả? Thiệt không? Ừ. Ăn. Thôi chan vô đi. Ở cái ai ăn rồi sao? Con ăn. Cái gì ngổn ngổn rồi. Dính cái vỏ hết rồi. Nó làm gì nó dính vỏ hết. Sao nghe cái gạo. Không ngay nuốt luôn có canxi. Canxi. Canxi cho cái cục sạn. Sáng em kiếm nè. Đó.
Một cốc. Giờ ăn gì nữa? Không ăn hồi mắt á. Mất ngạn mà nói được là chưa sao con. Với cơm vô này ăn luôn đi. Ăn tôm cuộn hả? Đây có gọi tôm cuộn á. Đúng rồi. Bỏ tài nguyên nè. Ê, Vinh không có bút cái này vô cuốn hay vậy ta? Ừ, tép rong nước kìa. Quên rồi, nó bị thiếu to. Rồi, cái chảo tép của anh gác anh ăn cho hết đi nha. Hai chồng này không ăn tép được. Sáng rồi quay qua đây tép. Thì ăn hết đi. Thường hết hả rõ. Giờ cái cuốn nó mập lên rồi nè. Nãy cuốn đầu ốm nhách nè. Nãy có hến với rau không mà giờ có thêm tép nữa. Có cơm nữa. Tô cá nè. Tô rau nè. Ráng ăn cho hết đi. Mời ăn món khác. Thần tôi nó mang đồ ăn đủ vậy trơn chặt. Giống bác Hai ở này ăn ngon không? Không ngon đổi món khác. Bác Hai à? Bác Hai cũng chọc lắm. Bác Hai chứ không nói chuyện hài vui. Ngày mấy mà đám cưới quá trời đó, ngày nay rồi. Ngày mai rồi. Tông với nước canh nha. Hôm trước cũng bán được mà. Ừ. Ngọn trước nữa, mua cái ghề, mua có 5.000 ký à. Ôi. Đây người ta ăn gấp chuối hộp không ha? Ừ, chuối hộp. Chuối hộp dữ lắm rồi. Mua 1 ký có 5.000 nè. Không ăn cái gì? Con hấp miếng canh nha. Sáp hả? Chuối sáp thì ngon hả? Chuối sáp, chuối xiêm gì nó bán con giá 5.000 ký, chuối hộp thì bán 20-30.000 ký. Chuối hộp mà nguyên bắp. Con đậu bắp không? Ăn đậu bắp không con? Bắp chưa nở luôn.